hành động dễ thương của bé trai khi thấy điện thoại để quên trên quầy tiệm bánh. Ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024. Mẹ Việt Nam anh hùng xúc động trước sự quan tâm của các y bác sĩ. Bình Phước cháy hệ thống năng lượng mặt trời áp máy gây thiệt hại nặng nề. Câu chuyện độc đáo kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ khai thác rong trong vuông tôm. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 6 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân tâm trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Quý vị, vừa qua, chị Nguyễn Trường Như Hoài, chủ tiệm bánh tiêu trên đường Rạch Bùng Binh, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ với phóng viên về hành động đẹp của một bé trai khi phát hiện chiếc điện thoại trên quầy của tiệm. Diễn biến sự việc được camera trước tiệm ghi lại. Cụ thể, khoảng 23 giờ tối ngày 19 tháng 6, nhân viên tiệm dọn hàng, sau đó để quên điện thoại trên quầy. Đến 23 giờ 47 phút, một bé trai khoảng 10 tuổi đi bộ thấy điện thoại trên quầy, cầm lên xem rồi giơ về phía camera trước tiệm. Sau đó bé để điện thoại dưới gầm tủ đặt trên quầy và dùng bìa cạc tông đậy lên. Trước khi rời đi, bé trai còn lấy một ly nước để che chắn thêm. 2 phút sau, một người đàn ông cầm bánh mì đi bộ đến quầy, lấy chiếc điện thoại trên rời đi. Sáng hôm sau, chị Hoài phát hiện mất điện thoại, xem lại camera, chị mới phát hiện sự việc như trên. Mình cảm ơn là bé có một cái hành động rất là đẹp rồi. Mình cũng có một chút gì đó gửi cho bé để cho bé vui. Về người đàn ông lấy điện thoại, chị cho rằng có thể người này ở gần đó, thấy hành động của bé nên tới lấy điện thoại đi. Sáng nay, ngày 22 tháng 6, tại trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024. Chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Chương trình năm nay tiếp nhận hơn 43.000 sinh viên đăng ký tham gia hỗ trợ thí sinh trực tiếp tại các điểm thi và trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, chương trình có 17 đội hình tình nguyện trực tiếp tư vấn, hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ y tế, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ điều tiết giao thông, hỗ trợ trông giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi tại 162 điểm thi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng là một thí sinh đã từng đi thi nên là em rất hiểu những lo lắng của các bạn lúc này và em muốn gửi gắm nhắn nhủ đến các bạn là hy vọng các bạn luôn giữ cho mình sự bình tĩnh, tự tin và chiến thắng để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 một cách trọn vẹn nhất. Tại các trường có tổ chức thi xét tuyển riêng, sinh viên tình nguyện còn phối hợp với phòng ban chức năng, tư vấn, hướng dẫn, nộp hồ sơ, giải đáp thắc mắc của thí sinh, bố trí chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu, giới thiệu chỗ trọ, ký túc xá cho thí sinh trong các ngày thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực vào các trường. Vượt hàng trăm cây số, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm khám trao quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng và gần 1.000 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Đây là hoạt động thiện nguyện thường xuyên của bệnh viện nhằm tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Khi đến đây khám chữa bệnh cho bà con vùng này, tôi thấy cái mô hình bệnh tật chủ yếu của bà con là bị hai bệnh rất là phổ biến là tăng huyết áp và đái tháo đường. Hai bệnh này thì bà con chưa có ý thức nhiều về cái bệnh này, là hai cái bệnh rất là thường gặp và có những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Khi đến đây thì khoảng chừng 80% là bệnh nhân có bệnh cao huyết áp kèm theo và có những cái khoảng chừng 30% có thể là những người bệnh tiểu đường mới mắc mà người ta chưa phát hiện được.
Thay mặt Ủy ban huyện, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cái đội ngũ y bác sĩ của trường của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và khám bệnh cho mẹ Việt Nam anh hùng cũng như là các cái hộ nghèo trên địa bàn. Mong rằng trong thời gian tới với cái hành trình về công tác xã hội của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con nghèo trên địa bàn. Xin được chuyển sang thông tin khác. Vừa qua, một vụ cháy xảy ra tại công ty lắp pin năng lượng mặt trời HDV thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, khiến gần 100 tấm pin và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, bảo vệ công ty HDV phát hiện hệ thống pin năng lượng áp máy của công ty bốc khói nghi ngút. Sau đó, ngọn lửa bốc lên mạnh mẽ, bao trùm gần như toàn bộ khu vực hệ thống điện mặt trời áp máy của công ty. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bù Đăng, công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi và làm hư hỏng gần 100 tấm pin năng lượng mặt trời áp máy cùng nhiều tài sản khác. Ước tính thiệt hại nặng nề, nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại đang được điều tra làm rõ. Ngày 21 tháng 6, một nữ sinh 18 tuổi đi xe đạp điện đã phải nhập viện cấp cứu sau khi va chạm với xe bồn ở ngã tư Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 10 giờ trưa, khi đến ngã tư cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, tài xế lái xe bồn trộn bê tông cho xe rẽ phải ra quốc lộ 1. Khi đang ôm cua thì va chạm với xe đạp điện do nữ sinh 18 tuổi tên Thùy Dương, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cầm lái, chạy cùng chiều. Vụ va chạm làm cho nữ sinh cùng chiếc xe đạp điện ngã xuống đường. Chiếc xe đạp điện bị bánh xe bồn cán nát vụn, nữ sinh bị thương được đưa đi cấp cứu. Trước đó, ngày 29 tháng 1, ngay vị trí này cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự giữa xe bồn và xe máy, khiến một cô gái 24 tuổi tử vong. Thưa quý vị, trước đây, các loại rong trong vuông tôm thường bị người dân vớt bỏ hoặc là dùng thuốc diệt nhằm tăng lượng oxy giúp tôm nuôi phát triển. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, người dân ở tỉnh Cà Mau có thêm thu nhập ổn định nhờ bán rong câu chỉ vàng trong vuông tôm, mở ra hướng đi mới, giúp đa dạng loại hình trên cùng diện tích đất. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Ba mươi đến 45 ngày bắt đầu tàn thì rong non nó sẽ phát triển lại. Do đó là mình nên bố trí rong cho nó phủ đều trên mặt vuông từ 20 đến 30%, đừng để rong mọc quá dày. Thứ nhất là gì? Nó sẽ lấy oxy vào ban đêm. Thứ hai là khi mà rong tàn thì nó sẽ sinh ra khí độc.
là ảnh hưởng đến cái môi trường tôm của mình. Cái hiện nay là trên địa bàn huyện thì có hiện nay cũng nhiều khoảng trên trăm hộ để biết cái nghề mà thu hoạch gông. Phương á, như vùng nào họ có nhiều đó, cái chế lại là chế thu mua theo như từ như người nào có, người ta biết mình có sử dụng đó, người ta kêu người ta bán, rồi cũng đại trà nhiều khi người ta cũng phơi, có người ta cũng phơi để người ta bán cho lái đó. Cái gông này á là tùy theo đất nó phù hợp mà nó mọc lên. Rồi sao lại á, rồi những người mà người ta thấy nó cũng có lợi cho về dục nuôi tôm á, tôm cá nè cũng ăn được, cho nên là có những người người ta sẽ trồng, người ta trồng thành thương phẩm để người ta bán cho. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Jam Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.